Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ trên tay cái loa Sony XB23 đang được bán tại các cửa hàng của Thế Giới Động Điện Máy Xanh với mức giá là 2.490.000 đồng nha các bạn. Ở phía mặt bên này thì các bạn có thể thấy đó chính là một số các cái tính năng nổi bật của sản phẩm. Ví dụ như là chống bụi, chống nước, chống sốc này, rồi chúng ta có thể kết nối được nhiều cái loa lại với nhau. Chúng ta sẽ có thời lượng pin lên đến 12 tiếng đồng hồ nha các bạn. Ngoài ra thì cái loa này được trang bị công nghệ là X-Balance giúp hạn chế méo tiếng này, rồi có dây đeo cổ tay. Rồi chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C và rất nhiều các cái thứ khác nữa. Và cái loa này thì sẽ có thể điều chỉnh sâu hơn các cái tùy chọn bằng ứng dụng là Music Center nha các bạn. Tất nhiên là trước khi sử dụng cái loa thì chúng ta nên dành một chút xíu thời gian để tham khảo về các cái tính năng hay ho này của loa. Rồi tiếp theo đến mặt bên này thì nhà sản xuất họ sẽ cho chúng ta nhiều các cái thông tin hơn liên quan đến các cái tiêu chuẩn chống nước chống bụi của cái loa. Về tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi thì nó có thể ngâm ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút, rơi từ độ cao khoảng 1,22m xuống một cái ván gỗ có độ dày 5cm nha các bạn. Tất nhiên là khi các sản phẩm vào nước thì hãng sẽ từ chối bảo hành nha các bạn. Và đặc biệt là loa này sẽ sử dụng được đến 12 tiếng đồng hồ chỉ khi các bạn mở chế độ Stamina, tức là các bạn mở âm lượng ở mức 50% và nó sẽ còn tùy thuộc vào các cái loại nhạc mà chúng ta sử dụng nữa các bạn. Các thông tin cảnh báo từ số 1 tới số 9 này, nếu mà các bạn biết một chút xíu tiếng Anh hoặc chúng ta dùng Google dịch thì chúng ta nên tìm hiểu để mà có thể sử dụng được cái loa này một cách an toàn hơn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình khui hộp cái loa ra cho các bạn xem. Mình từng có đem nhúng nước cái con loa Sony XB22 của mình và mình thấy cái khả năng chống nước của nó rất là tốt nha. Và XB đây là viết tắt của chữ Extra Bass, tức là nó sẽ cho một cái âm bass rất là tuyệt vời nha các bạn. Cách đóng hộp của Sony thì lúc nào cũng rất là đẹp. Mình rất là thích cái phong cách đóng hộp của Sony, nhìn gọn gàng kinh khủng. Trong này thì chúng ta sẽ có một cái loa màu xanh, một vài sách hướng dẫn sử dụng và một cái sợi cáp sạc từ USB A qua chuẩn C ở đây nha các bạn. Cái cọng cáp của nó nhìn cũng chất lượng, nó rất là to. Tuy nhiên thì nó không có được dài lắm. Đây là một số các cái hướng dẫn sử dụng an toàn thiết bị cũng như là các cái thông tin về bảo hành của thiết bị. Thì các sản phẩm của Sony được bán chính hãng tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh thì sẽ được bảo hành 1 năm và lỗi là 1 đổi 1 nha các bạn. Tức là các sản phẩm phụ kiện của Sony sẽ được bảo hành 1 năm, lỗi là 1 đổi 1. Các bạn sẽ không cần phải kích hoạt bảo hành điện tử hay gì hết nha các bạn. Cứ lỗi là cầm đến cửa hàng để đổ thôi. Đây thì nó cũng sẽ là một vài các cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại nói về nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một cái loa có thiết kế hình trụ nha. Các bạn muốn sử dụng thì chúng ta sẽ để đứng như vậy này. Đó, ở phía sau sẽ là một cái dãy phím cũng như là một cái sợi dây để mà có thể đeo vào cổ tay, rất là cứng cáp. Sợi dây sờ cũng rất là thích. Chúng ta sẽ có nút nguồn đây, nút Bluetooth. Chúng ta sẽ có nút Play, Pause. Chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng. Chúng ta sẽ có nút báo dung lượng pin, Party trên, tức là để kết nối 100 cái loa lại với nhau, cũng như là nút STP, tức là Stereo P, kết nối hai cái loa lại với nhau thì nó sẽ cho ra âm thanh stereo, âm thanh chất lượng nó hay hơn nha các bạn. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc C cũng như là một cái nút nho nhỏ ở phía dưới cổng sạc để mà có thể reset được cái loa nha các bạn. Cái loa này thì sẽ gồm hai loa nhỏ bên trong có công suất mỗi cái là 8W, tức là tổng công suất của cái loa này là 16W nha các bạn. Loa thì thiết kế nhìn rất là đẹp. Đây là màng bass của nó này các bạn. Bên trên này cũng vậy nha. Khi mà mình mở nhạc thì nó đập nghe rất là sướng luôn các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình kết nối cái điện thoại với cái loa này để mà mình nghe nhạc. Thì các bạn giữ phím nguồn khoảng 3 giây sau đó thả ra. Lúc này thì cái đèn Bluetooth nó đã nháy lên. Trường hợp mà các bạn không kết nối được thì các bạn đè tay vào nút Bluetooth trong khoảng 3 giây nha. Nó sẽ phát ra âm thanh là Bluetooth pairing. Lúc đấy thì chúng ta lấy điện thoại ra kết nối đã xong. Đây. Ok. Sau khi kết nối cái điện thoại với cái loa thì trên điện thoại các bạn có thể sử dụng ứng dụng là Sony Music Center để tùy chỉnh sâu hơn các cái setting ở trong cái loa, giống như cái cách mà mình từng làm ở trên con XB22 nha các bạn. Rồi mình đã kết nối thành công. Bây giờ thì mình sẽ mở ứng dụng là Music Center ra các bạn. Đây thì cái loa của mình sau khi kết nối thành công thì nó sẽ có một setting. Một điều khá đáng tiếc đó chính là giao diện của ứng dụng là thì hoàn toàn bằng tiếng Anh nha các bạn. Chúng ta có thể chỉnh được âm thanh này, có thể chỉnh được cái nguồn năng lượng power option này,
order setting và bla bla rất nhiều các thứ khác ở đây. Tất nhiên là mình cũng không được sử dụng hết được những cái tính năng này của sản phẩm. Con này thì nó sẽ không có cái tính năng gì ta gõ để tạo ra âm thanh như con XB22 nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở thử một đoạn nhạc để cho các bạn nghe và cảm nhận âm thanh của nó nha. Với 2.490.000 đồng thì mình đánh giá đây là một cái loa cực kỳ đáng để sở hữu, bởi vì cái thiết kế của nó cực kỳ đẹp mắt cũng như là cái âm thanh nó mang lại rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn đánh giá sao về sản phẩm này và các bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra để mua nó hay không thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Video của mình xin kết thúc tại đây, nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo của Nóng TV.